đề nghị truy tố nguyên giám đốc sở y tế và đồng phạm. Công an vây bắt trùm giang hồ khét tiếng, phá đường dây ma túy khủng. Bệnh đậu mùa khỉ có dấu hiệu đột biến, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp. Vụ lùm xùm thi lớp 10 ở Thái Bình, gần 2.800 bài thi bị sai điểm. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trên chương trình, ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa Vũng Tàu. Đây là vụ án có liên quan đến gói thầu mua sắm thiết bị phòng mổ hybrid, gói thầu số 25 thuộc dự án trang thiết bị y tế bệnh viện Vũng Tàu. Chủ đầu tư của dự án là Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổng mức đầu tư của toàn bộ trang thiết bị y tế cho bệnh viện này là hơn 400 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, gói thầu nói trên được quyết toán hơn 36 tỷ đồng, nhưng chủ đầu tư thiệt hại số tiền lên đến 18,3 tỷ đồng. Kết luận điều tra đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với các bị can: Phạm Minh An, nguyên giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trần Mạnh Hải, nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế. Đỗ Hữu Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Sơn Hà, ba bị can khác cùng bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định đấu thầu, gồm có Huỳnh Tuấn Anh, giám đốc công ty Tạ Thiên Ân, Lê Hữu Lễ, trưởng phòng thiết bị y tế công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex, Tạ Quang Trường, phó tổng giám đốc công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex cũng theo kết luận điều tra, bị can Huỳnh Tuấn Anh đã thông đồng với Lê Hữu Lễ và Tạ Quang Trường cung cấp thông tin không trung thực để công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex trúng gói thầu số 25, nhưng thực chất công ty Tạ Thiên Ân của Huỳnh Tuấn Anh là doanh nghiệp bán thiết bị y tế cho chủ đầu tư thông qua công ty Vimedimex. Kết quả là gói thầu số 25 có giá trị hơn 36 tỷ đồng nhưng gây thiệt hại cho chủ đầu tư số tiền hơn 18,3 tỷ đồng như kể trên. Bản thân công ty Vimedimex được chia hơn 680 triệu đồng. Đối với ông Phạm Minh An, cơ quan điều tra xác định do tin tưởng vào thuộc cấp là Trần Mạnh Hải nên không kiểm tra tài liệu, không yêu cầu báo cáo, dẫn đến việc ông An ký quyết định tổ chức đấu thầu, thực hiện gói thầu vào tháng 5 năm 2021, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền nêu trên với trách nhiệm của doanh nghiệp tư vấn bị can đỗ hữu hải đã dùng bản dự thảo chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý để lập tờ trình cho chủ đầu tư còn bị can trần mạnh hải với trách nhiệm phụ trách trực tiếp hồ sơ thầu biết tờ trình của đỗ hữu hải không có giá trị nhưng vẫn trình cho giám đốc sở y tế phạm minh an ký duyệt liên quan đến vụ việc, trước đó ngày 9 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ đã ký quyết định số 1116/QĐ-UBND tạm đình chỉ chức vụ ông Phạm Minh An. Việc tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Phạm Minh An là để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng. Trong thời gian tạm đình chỉ chức vụ, ông Phạm Minh An được hưởng các chế độ chính sách theo quy định hiện hành. Thưa quý vị, Tiếp ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra, quý vị đừng bỏ lỡ. Công an quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 22 bị can về các tội mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Bàn giao các bị can và tăng vật cho công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra. Qua công tác nghiệp vụ quản lý địa bàn, và đấu tranh khai thác các đối tượng liên quan đến ma túy bị bắt giữ thời gian qua. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Tân Bình phát hiện Phạm Công Tránh, sinh năm 1982, ngụ quận Tân Bình có liên quan hoạt động mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Xác định đường dây ma túy quy mô, quy tụ các đối tượng nghiện, giang hồ có số má, manh động, thiếu tướng Mai Hoàng, phó giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, triệu tập cuộc họp khẩn Giao công an quận Tân Bình Phối hợp nhiều phòng nghiệp vụ Lập 5 tổ công tác Tập trung phá án theo từng giai đoạn, tình huống Quá trình theo dõi Lực lượng chức năng phát hiện tổ chức tội phạm về ma túy Mà tránh và đồng phạm hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt Chúng cất giấu ma túy Gắn nhiều thiết bị camera để giám sát Đồng thời cài cắm nhiều người làm tay mắt từ xa Khiến các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn Khi nắm bắt thông tin, manh mối sau thời gian theo dõi, ban chuyên án xác định nguồn ma túy nhóm này lấy từ khu vực Tam Giác Vàng với số lượng rất lớn. Tổ chức này có năm đầu mối lớn tại Việt Nam, trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và giải rác ở một số tỉnh thành khác và có kho chứa riêng biệt. Ngày 22 tháng 2, trinh sát phát hiện tránh cùng đồng phạm đang chuẩn bị nhận 5 thùng hàng từ Campuchia vận chuyển về Việt Nam giao cho đầu mối. Hàng giao cho tránh và Lai Vi Thiệu sinh năm 1998 cùng ba đầu mối lớn khác. 13 giờ cùng ngày, trinh sát ập vào căn hộ tại tòa nhà đường Ngô Bệ, phường 13 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ tránh, thu một số lượng lớn ma túy các loại, một cân điện tử và nhiều dụng cụ khác liên quan. Điều tra mở rộng, các cán bộ chiến sĩ phòng chống tội phạm về ma túy, công an quận Tân Bình tiếp tục bắt giữ một mắt xích khác là Phan Văn Trung, sinh năm 1996, trú quận Tân Bình. Ngày 27 tháng 2, công an quận Tân Bình phối hợp với công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt giữ Lai Vi Thiệu và phối hợp với các tỉnh lân cận truy bắt các đầu mối khác liên quan. Tại cơ quan điều tra, Thiệu khai vào cuối năm 2023, thời gian làm việc ở Campuchia thì quen biết, móc nối vận chuyển, giao nhận ma túy với người đàn ông có biệt danh là Anh Hai. Sau đó, Thiệu rủ tránh và chung, bạn tù trước đó cùng tham gia. Quá trình điều tra, khám phá, sâu chuỗi các tình tiết trong vụ án, lực lượng phá án phát hiện một mắt xích quan trọng trong tổ chức tội phạm về ma túy này là chùm giang hồ có số má tên Lê Thanh Tú, sinh năm 1989, trú tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, biệt danh là Cơ. Thời điểm Thiệu bị bắt, một tổ công tác đã kiểm tra căn nhà nơi Tú và người tình tên Lê Thị Thanh Hà, 23 tuổi, ở cùng trên đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp. Trong lúc các chiến sĩ làm việc với Hà, Lê Thanh Tú mang theo ba lô bước xuống taxi đi về nhà. Phát hiện nhà có người lạ Tú bỏ chạy vào taxi nhưng bị các chiến sĩ cảnh sát đuổi theo, khống chế. Lúc này, Tú rút súng nhắm hướng các chiến sĩ công an và siết cò nhưng súng bị kẹt ổ đạn. Tú tiếp tục la vào rằng cò, làm súng của trinh sát bị cướp cò, nổ hai phát nhưng trinh sát đã né kịp. Sau đó, Tú bị khống chế, bắt giữ, thu một khẩu súng K-59, 7 viên đạn. Để hợp thức hóa số vũ khí nóng mang theo người, Tú thủ một tờ giấy ghi sẵn nội dung Tôi tên Lê Thanh Tú, sinh năm 1989. Đồ này tôi nhặt được. Tôi đi giao nộp cho cơ quan công an nơi gần nhất của Bộ Công an. Tại cơ quan điều tra, Tú rất ngoan cố không chịu nhận tội. Trong 3 ngày đêm đấu trí, Tú liên tục đòi tự làm hại mình, không hợp tác. Phải đến ngày thứ tư, hắn mới dần khuất phục từng bước khai nhận. Điều tra cho thấy, ngày 22 tháng 2, Tú nhận số lượng lớn ma túy rồi giao cho Bùi Văn Sơn, 42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, một phần còn lại chỉ đạo đàn em hộ tống Lê Thị Thanh Hà đem đến nhà của Nguyễn Hữu Phước, sinh năm 1983, ngụ hẻm 22 Bà Hom, phường 13 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh để cất giấu. Tuy nhiên, Tú và đồng bọn thấy bị truy bắt nên đã phi tang ma túy xuống bồn cầu. Theo đó, đội ma túy công an quận Tân Bình và các đơn vị nghiệp vụ thu được 33,345 g ketamin, 0,0439 g methamphetamine và 6 chất khác là những sản phẩm chuyển hóa của heroin trong môi trường nước thải. Hiện công an quận Tân Bình đã bàn giao các nghi phạm và tăng vật cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý truy bắt người liên quan. Vụ án đang được mở rộng điều tra. Chiều ngày hôm qua, ông Đào Văn Bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên cho biết, địa phương đang huy động hơn 100 người gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ và người dân các thôn trên địa bàn chia làm nhiều tổ, nhóm tìm kiếm cháu bé đi lạc trong rừng sâu. Theo đó, trưa 17 tháng 8, cháu DVL, sinh năm 2018, ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, cùng gia đình đi ăn rằm tháng 7 âm lịch tại nhà họ hàng. Chiều cùng ngày trên đường về, cháu L cùng 8 người bạn dừng chân tại khu vực đồi sau nhà để hái quả. Tuy nhiên sau đó L một mình rẽ sang hướng khác và đột nhiên mất tích. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân trong thôn tham gia tìm kiếm cháu bé. Lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Văn Yên thông tin, địa phương lên nhiều phương án chia làm nhiều ngả tìm kiếm từ sông suối, trên đồi, giám sát qua các camera dọc tuyến tỉnh lộ 164 để tìm kiếm cháu lở, thậm chí chúng tôi đã hút cạn một ao nước để tìm kiếm, tuy nhiên đến chiều qua vẫn chưa tìm thấy dấu vết của cháu. Một lãnh đạo xã Lâm Giang cho biết Chúng tôi đã huy động lực lượng cùng người dân đi tìm cả đêm hôm cháu mất tích, nhưng không thấy. Khu vực cháu bé mất tích rừng rậm rạp, có nhiều hang hốc, khe suối nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Đến hôm nay là ngày thứ ba, các lực lượng lục tung hết rừng, hang hốc, vực sâu, nhưng vẫn chưa thấy cháu. Mới đây, Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, tính đến ngày 19 tháng 8 đã có 16.700 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ mpox với trên 570 trường hợp tử vong được báo cáo. Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, căn bệnh này ảnh hưởng đến 17 quốc gia châu Phi cũng như một số quốc gia bên ngoài lục địa với đối tượng ảnh hưởng chính là những người trẻ tuổi, đặc biệt là trẻ em dưới 15 tuổi. Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng PHEIC, mức cảnh báo cao nhất của WHO do bệnh đậu mùa khỉ, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng lây truyền gia tăng ra toàn cầu của bệnh này. Đây là lần thứ hai Tổ chức Y tế Thế giới công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế đối với dịch đậu mùa khỉ. Giới chức y tế lo ngại bệnh có thể trở thành đại dịch toàn cầu tiếp theo khi nhiều nước giáp với Congo và một số nước khác ngoài khu vực châu Phi đã liên tiếp ghi nhận các trường hợp mắc đậu mùa khỉ. Trước đó, cơ quan y tế hàng đầu châu Phi đã công bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực sau khi cảnh báo về tốc độ lây lan đáng báo động của dịch bệnh năm ngày sau khi tổ chức y tế thế giới who công bố tình trạng khẩn cấp bộ y tế việt nam cũng đã có hướng dẫn về các biện pháp ứng phó ca bệnh xâm nhập theo đó bộ y tế ban hành công văn đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu giám sát chủ động tại các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế ra soát cập nhật kế hoạch kịch bản phòng chống theo các tình huống sẵn sàng đáp ứng trong phòng chống dịch. Các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, bệnh viện tuyến cuối điều trị bệnh truyền nhiễm có nhiệm vụ phân tích, đánh giá, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh. Ngoài ra, WHO cũng đã kích hoạt quy trình EUL đối với vaccine Mpox do xu hướng lây lan đáng lo ngại của căn bệnh này. WHO cũng đề nghị các nhà sản xuất nộp dữ liệu để đảm bảo vaccine an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và phù hợp với nhóm dân số mục tiêu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, có 3 điểm cần lưu ý với đợt bùng phát dịch lần này. Thứ nhất, năm nay dịch bùng phát mạnh ở Congo và một số nước trong khu vực châu Phi. Việc đáp ứng y tế của các nước châu Phi không tốt. Thứ hai, năm 2022 dịch cũng bùng phát ở châu Phi, sau đó lan ra nhiều nước trên thế giới. Về WHO lo ngại điều này có thể lặp lại trong đợt dịch năm nay. Thứ ba, có thể xuất hiện biến thể mới của virus đậu mùa khỉ thành chủng nặng hơn như chủng đậu mùa gây tử vong cao. Theo The Conversation, dịch đậu mùa khỉ ở châu Phi giờ đây có thể trở thành đại dịch toàn cầu tiếp theo. Nó là một ví dụ khác về cách các bệnh truyền nhiễm có thể đột nhiên gây ra những mối đe dọa toàn cầu bất ngờ. Thanh tra tỉnh Thái Bình vừa có kết luận vụ bất thường điểm số trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2024-2025 tại tỉnh này sau 20 ngày làm việc. Theo đó, nguyên nhân được đưa ra là do sai sót trong quá trình hồi phách bài thi tự luận khiến 2.769 bài thi đã bị sai điểm. Cụ thể, hơn 1.400 bài có điểm thấp hơn và gần 1.370 bài thi có điểm cao hơn so với công bố trước đó. Số lượng thí sinh bị sai tổng điểm xét tuyển là 1.589 em. Kết luận thanh tra chỉ ra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình Nguyễn Viết Hiển và Ban Thư ký đã thực hiện không đúng quy trình trong quá trình hồi phách bài thi tự luận. Ngoài công bố sai điểm cho gần 1.600 thí sinh, điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 của 4 lớp thi chuyên và 11 hội đồng tuyển sinh của trường Trung học Phổ thông Đại Trà cũng bị sai lệch. Sáng 20 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Khi kết quả của kỳ thi vào lớp 10 của tỉnh Thái Bình được công bố, nhiều phụ huynh, giáo viên, thí sinh bất ngờ bởi điểm số không phản ánh đúng kết quả làm bài. Đến khi kết quả chấm phúc khảo bài thi được công bố, dư luận tại địa phương lại tiếp tục xôn xao trước việc điểm các môn tranh lệch rất cao so với điểm được chấm lần một. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã yêu cầu thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi vào lớp 10 vừa qua. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Viết Hiển từ ngày 31 tháng 7 để phục vụ thanh tra việc tổ chức kỳ thi vào lớp 10 thời hạn tạm đình chỉ công tác là 15 ngày. Mới đây, Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về vụ phát hiện thi thể nữ tại chung cư ở quận 7. Theo đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, Công an quận 7 nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể nữ tử vong chưa rõ nguyên nhân tại bãi đất trống trong khu vực chung cư Midtown, phường Tân Phú, quận 7. Ngay sau khi nhận được tin báo, ban chỉ huy Công an quận 7 đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an phường Tân Phú tiếp cận hiện trường, khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân vụ án. Qua điều tra, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của nhân chứng, người có liên quan, bước đầu công an xác định nạn nhân là em NML, quốc tịch Việt Nam, 17 tuổi, chú quận 7, hiện sống cùng mẹ tại chung cư trên. Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, do có một số vấn đề về sức khỏe và cuộc sống nên ML đã có hành động tự nhảy từ lầu cao xuống. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7 đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trên địa bàn xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô phân khối lớn và xe ô tô khiến ba người bị thương. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày hôm qua tại vòng xuyến đường nối quốc lộ 32C với đường nối cao tốc nội bài Lào Cai thuộc địa phận thôn Ngòi Đông, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Hình ảnh từ camera giám sát của nhà dân ghi lại cho thấy, xe ô tô biển kiểm soát 29A376XX, lái xe cùng người ngồi trên ô tô chưa rõ danh tính, đang di chuyển vào vòng xuyến bị xe mô tô phân khối lớn biển số 69A1004XX do một người phụ nữ trẻ chưa rõ danh tính điều khiển lao nhanh tới, tổng hồng xe khiến ô tô bị lật ngang. Cú đâm cực mạnh của chiếc xe máy phân khối lớn khiến ô tô bị lật nhiều vòng, vỡ nát phần thân xe, chiếc xe máy hư hỏng nặng phần đầu. Vụ va chạm khiến ba người bị thương trong đó một nạn nhân bên trong ô tô bị thương nặng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Trần Yên làm rõ sự việc. Vụ việc đang được Công an huyện Trần Yên thủ lý. Cách đây không lâu, tại tỉnh Bình Phước cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa mô tô phân khối lớn và xe máy khiến hai người tử vong. Cụ thể, chiều ngày 13 tháng 7, anh Võ Trung Hiếu 29 tuổi ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, lái mô tô trên 175 phân khối trên quốc lộ 14 hướng Bình Dương đi Đắk Nông. Khi đến khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, mô tô tông vào xe máy do chị Nguyễn Thị Huyền, 34 tuổi, trú ở xã Đồng Tiến, Đồng Phú, đang chở con gái 9 tuổi chạy từ hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến hai mẹ con tử vong tại chỗ, còn tài xế mô tô bị thương nặng được đưa vào bệnh viện. Cả hai xe hư hỏng nặng, nhiều bộ phận vỡ nát rơi vương vãi khắp mặt đường. Mạng xã hội mới đây đã đăng tải thông tin, clip về vụ việc tranh chấp thi thể một người đàn ông ở Đắk Lắk, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, sau khi tử vong vào sáng 19 tháng 8, anh ITNM, 23 tuổi, được người vợ chưa tổ chức lễ cưới đưa về nhà lo hậu sự. Tuy nhiên, sau đó phía người thân anh ITNM đã tới đưa thi thể anh về. Đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cả hai bên đã có sự rằng co quyết liệt để giành lấy thi thể anh em đưa ra xe trở đi. Sau khi đăng tải, thông tin trên đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận trái chiều về vụ việc. Một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ia Hờ Đinh, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước đó anh ITNM nghi uống thuốc cỏ. Sau khi phát hiện người thân đã đưa anh ITNM đi cấp cứu nhưng anh đã không qua khỏi. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ea Hờ Đinh, anh ITNM đã có vợ và con ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Sau khi anh ITNM mất, người vợ đưa chồng về nhà mình tại thành phố Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, người thân của anh ITNM đã đến đưa thi thể anh về xã Ea Hờ Đinh để tổ chức mai táng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ea Hờ Đinh cho hay, trước đó một ngày, bà HGM, 49 tuổi, mẹ anh ITNM cũng đã qua đời vì tai nạn giao thông trên tuyến đường liên xã Ea Hờ Đinh, Ea Cờ Pam, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không sách ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố tổng cộng 1038 bị can về các tội sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, tàng trữ tiền giả, đánh bạc và cướp giật tài sản. Đồng thời, cơ quan chức năng thu giữ hơn 323 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn, chứng minh số tiền đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy hơn 28.000 tỷ đồng. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh Kết quả chuyên án truy xét số VN10, đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chặt đứt 343 nhánh phân nhánh đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh thành phố, đồng thời khui từng vỏ bọc của các ông chủ ma túy. Trong thời gian ngắn, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã vận chuyển chót lọt 6 chuyến hàng có chứa ma túy qua sân bay quốc tế nội bài. Sau đó, chuyển phát nhanh nội địa về thành phố Hồ Chí Minh, cất giấu tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố. Lực lượng công an đã làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trả tự do cho bốn nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng, thể hiện tinh thần khẩn trương, mưu trí, sáng tạo, sắc bén trong áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cũng như bản lĩnh, tính nhân văn sâu sắc, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của báo thanh hóa rất cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại